bao xa, ai đi chiêm bái phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành. Một bầu gió mát trăng thanh, đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo, đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Một bầu sơn thủy thông dòng, đồng đăng biên giới thì cùng thất thế, trăm thứ quả hải về dâng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình.
thông a dạo khúc thanh bình sinh ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quang đức đại tội linh thiên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à. Về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng ân nàng ai vốn dòng sơn trang tính trầu hay măng trúc măng giang măng tre măng ngứa thơm làm chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à cất tay tiền múa song đăng song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa nhớn song tinh sao đầu sông ngân hà ý à ơi à. Chư gia chư nhân nhà họ Dương vào hầu thượng nguyên bản đền bản phủ để xin mẫu được phong phú cho tất cả các gia các chủ để nhà làm được đấy. Tiết xuân thiên cung kỳ bái đạo cung thỉnh mời thanh mẫu lai đạo đàn duyên quả thực dâng lên đắm trà quả thực yên dâng lên lòng tin mai thành được chúa tiên mẹ đồng đồng dây vân cát thôn quê nguyễn thiên bảng nhà linh mẫu cài trần cốt cách thành thân mẫu hình dòng cốt cách mười năm tuổi đình nghe hôn nhân xương thủy định nhật chí kỳ trên thiên đình định nhật chí kỳ đôi 11 tuổi
kịp về thiên cung. Quả thực dâng lên đắng trà, quả thực dâng lên lòng tin con bái thỉnh Chúa tiên cứu chung. Sẽ là thánh ca đệ địa tiên cung thỉnh mời mẫu đệ địa địa tiên tích xưa hiển thành nơi trong đỉnh sông Sơn. Mùng ba tháng thìn giờ dần ngày mùng ba tháng thìn xe đoàn sớm lạnh hỏi tiên ai tưởng ấy ai làm đêm thương nghe ngày chẳng ngờ rằng đến nơi hay duyên luôn những đeo phiền luôn quân luôn những đeo phiền cung nguyên nào biết nơi mây phèn thảm sâu son thánh giá hồi cung sốt thủy cung nghe có nhà lệnh tộc nghe vốn con rồng danh ốc nghe kinh xuyên thế việt gia truyền xưa nay thế việt nghe gia truyền thảo mai đang ấy nghe tạm quyền nghe kiểu tính sinh phụ đời giúp nước nè duyên sắc cầm chưa được nghe đôi người xiêm đàn ai đàn đôi nhiệt minh vương xa du từ mộng lưỡng hồ hương hòa đội đắc thanh lương trí đâm kim lương nhật chu uyên thập phương tam bố hương vân cái bồ tát ba tát nam bố hương vân cái bồ tát ba tát nam bố hương vân cái bồ tát ba tát dùng nhan khai quang thập kỳ diệu quang niên chiếu từ trung ngã tích tăng cung giang kỳ phụng hoàng thân cận thánh chúa thiên trung vương sao loan thánh giá hồi cung quân thân trần diệu quân thần anh linh sắc xa ngư ân cần vốn đổi ôi đôi bên cả như cũ đủ mọi tài trở đâu Việt Nam mẹ trần thị lịch đế vương kế thế chỉ bình thiên trường tức mạc địa linh sơn hà dục tú trung linh khang kỳ ngoại mang gì quý cùng phục chúng mới hoa đồng mộ đức tôn thần đi thượng minh quân hạ lương thần nhất nhất đường bình tư thủy lòng vân ý tao phùng đi thank you.
phúc sinh xuất hiện đi Nam Ba tưởng vân ai mới đáy hoàng hoàng thiên tích mệnh Nam Ba ông lớn giang trần sớ văn thì tưởng thì minh bạch há à thế mà tam thứ ban khen các đồng đền đồng điện nhỉ đấy từ tay của gia bạch họ chư gia chư nhân được bình an khang thái hả à. Vội liên phong hà thanh người hải yên thời phục thanh gia đi tam cài dòng dõi
kim chi giáp mã chi tùy bao phen giáp mã chi tùy đã vu hoa sắc ngài lại đi phạt sầm thay ra hồi cùng hải đường vương cô đệ nhất nè tức mạc đường là đất nè trầm oanh thay ra hồi cùng đệ nhi đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng thông minh chính trực cô đảm đang ở trên đời thay ra hồi cùng thờ mờ trông ra ngoài cửa bể tờ mờ trước ngoài cô bé lững lờ ngoài bể đông thay ra hồi cùng gặp trận mưa xa trên trời gặp trận mưa xa trường vân vũ sắc hoa ra cầu hoa thay ra hồi cùng tam quan siêu bao la thế giới vầng nguyệt soi soi lọi nam thiên phong nguyệt vô biên đền thờ phong nguyệt vô biên gió thu dịu dặt chú thiên nhật quang đông cuồng công chúa giáng sinh ý. Thoáng thoáng mùi hồng hào sang khắp bốn năm phương và xó bằng vàng ngọc để ta dòng tình sao đầu ngân hà về nào mà
rằng trai lơ hoa xuân mới nhu nguyệt thu đương xóm giá do bằng kim một ngọc bề nét đoan thanh ai vẽ cho in gồm lo tứ đức dùng ghi
chúc mang mặn già mang mai mai mang cơm lam đầy ngàn bằng bằng nghe tiếng nhạc tung đàn ý à. Ngài phục mạc ngơ
ngỡ đế đình giao y sát quỷ trừ tinh dốc tàn. Hoặc so ư cô chi tỉ muội hoặc thị
huynh đệ ba thúc cặp chữ đồ đảng mạnh tướng công vong thẳng vọc cáo ôn hoàng khí dịch nữ nguyễn lam la một tuyến nữ kết thành yêu tử nam hương hột đi ngoài ngoại đi nội vọng các thần truyền cổ đích âm cung vị diện trùng trùng dương khí hôn trần liền định hoặc thủy hỏa hiểm đạo đầu khu hạ hải sơn xuyên tha đi chớ chủ trương đăng tải yêu tử cổ tích giữ khu lưu niên chỉ bát quái kim lâu ra gặp hai quế xung nam tài bộc ách thiên tư nhật dạ bàng hoàng mỗi lự thần hôn thuật dịch vọng vô môn cả đảo hà thầu ngưỡng phật thánh thiệt lân thiệt tứ cần thủ kinh nhật các nhật thiền định đạo lưu tình khu điện sư khu thiết duyên sinh cờ an thủng mệnh pháp đàn nhất duyên chu viên nhi tam cung y khoa giáo pháp sự tuyên thành cẩn cụ trạng văn trần tình bái tấu cung duy nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm hữu bách danh quan thế âm bồ tát thầm liên tòa hạ cung duy cứu khổ chư thiên thiên đế cứu kính ma hê đại từ tại thiên vương sắc giới ngọc bệ hạ diêm la thiên tử thập tiệt minh vương bắc ân phong đô nguyên thiên tại đế ngọc bệ hạ thiên long chúa bát hải long vương thủy phủ phù tang cam lâm đại đế thủy tế động đình long tinh ngọc bệ hạ quan hòa phi tâm chiếu giám chư thi điển tịch khải tử số bảo trường sinh hợp thuộc tào quan tiêu hung tai vĩnh gia các cánh vân cung trắng kiện bát bạch hòa bình tầm tư bệnh tật băng tiêu hướng hậu gia môn khang thái hạnh lại hồng hưu hoạch chiêm dư khánh đạn thần hạ tình bất thắng cảm hạ chi trí trạng cẩn trạng thượng tấu dĩ văn thiên vận tân sĩ viên xuân tiên chính nguyệt trung tuần thập phúc sinh nhật thần đệ tử khấu thủ bạch bái hòa nam thượng trạng tôi đường khang ninh phú quý mọi đường hạnh thông giữ rằng sự tòng tâm để nam thiên đình sứ hồng để nam thiên đình nàng tạo bắt đầu ngài phi tiên danh danh độ cho đệ tử trang sinh lòng nhan hai quang thập kỳ diệu quang nghiêng chiếu từ trung ngã tích tăng cung giảng kim phục hoàng thân cận thánh chúa tiên trung vương ẩn ra ân từ bi lần bậc chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang chứng đàn duyên văn sơ dâng lên lượng lai văn sơ dâng lên ngài về tu đôi chúa phê dành dành ấy cho kỳ được trang sinh quả đàn duyên văn vấn về chứng quả đàn duyên trước là bảo hộ bình yên cho đồng sau ra chứng giám tử trùng trên thượng giới tôn quan ngài giáng thế xuống cõi trần con lớn ngài cứu thế độ dân sắc nghe vua phong lớn ngài thượng đẳng tôi linh thần hòa chung nam bắc muôn dân về đạo cầu
viện kiểm soát nhân gian và thuần du thế giới à? À, thế mà cái khoa thỉnh văn mời quan anh ta chắc lãng linh xà lãng linh tử chứng minh đàn sở nhà họ Dương họ Phạm mà. À, thế mà nhỉ, họ Phạm nhỉ, người Dương thế số đế đỉnh nguyên do mệnh trọng can thầm ngày lệ tu tiết đàn duyên nhỉ, trên chay thỉnh Phật trên chay dưới mặt thỉnh Phật tuyên kinh công nghênh tam phủ nhỉ, di cung hoãn số nhỉ. Thế mà anh em ta nhỉ, trượng thừa thánh ngực xây lếp xếp thành họ Phạm từ nay trở đi từ chi về sau nhỉ, anh em ta khai nhang mở vật khai hương cấp lộc cho nhà họ Phạm nhỉ, ta cho được bách bệnh tiêu tán vạn bệnh để tiêu trừ nhỉ, ta thực đấu đế đình hạ trình đông cung các sở trên thượng dưới thoại chi tình xét cảnh chi âm xét dương thế mà để khuôn phù cho họ Phạm nhỉ, cho được ăn trở xuống uống được trở vào nhỉ, cho được gặp thầy gặp thuốc nhỉ, ta vuốt ve che chở nhỉ, ta lở mở mang cho họ Phạm, ta cho được tươi như bông quả lở như hoa nhỉ, đẹp mặt hơn người tươi mặt hơn bạn nhỉ, thế mà hẳn hẳn hoi hoi nhỉ, thế mà nhất thứ nhỉ, anh em ta nhỉ ban công thưởng lộc đồng đền nhỉ, sớm trưa chiêu mộ lọc nước thay hoa thiêu hương chúc thánh nhỉ, nhị thứ nhỉ anh em ta ban khen nhỉ, pháp sư nhỉ sao soạn sớ văn để tưởng kỳ minh bạch cá tam thứ ban khen nhỉ, pháp văn tay quỳnh tay quế bạch gia bạch họ chư gia chư nhân bình an khang thái xong tan cõi cửu châu về vọng mai quan lớn phủ Việt Nam quốc khai dân an khâm thừa đi lĩnh vua ban số sinh ơi số tử đi liệt hàng châu phi đủ hoa mọi bề tài riêng chi văn võ hồi cùng hoàng đế tinh quân cung đình mời hoàng đế tinh quân thiệu ông nam sát thiên thần ngài giáng sinh thay xa hồi cùng trịnh giang thiên danh ngần sở bắc nguyệt lâu lâu soi dạng nam mình tích xưa thủy quốc đạo tình để tam thái tử giáng sinh để dòng mẹ thank you.
chiết nhang lòng thành dâng một chiết nhang đâu về thủy dương gian các tòa thiên đình phải với diêm la dưới đến thoại phù vua cha động đình bốn dòng làm tung thủy cung văn sớ dâng lên chân lan văn sớ dâng lên ngài về tông tôi chép tên danh danh khi do đề tại trường gì chữ phú chữ quý khác ninh thọ trường phê do dũng mạnh tôi đường lễ bạc vật thường trần gian lễ bạc vật tường bút hoa biên chép ngài xá chi lòng trần đổi công danh cũng nhờ phật thanh lộc mang cho ngài đem đến tận nơi thương trên quan lớn xe soi khai quang sông nhan thập cờ diệu quang minh chiếu từ chúng ngã đến tăng cúng giảng kim phục hoàn thân thần thánh chúa thiên trung vương cao lắm lòng giảm tư vi lần lần chấm sinh vô cùng đình đình lệ dòng nhan thập cờ diệu quang minh phá chiếu thiên hồ chứng quả đan duyên ngay về chứng quả đan duyên ngay trước là bảo hộ bình yên cho đồng sau ra chứng giám từ chúng đại khai chi kinh minh như nhật thước pháp vi trần thế giới chung nhất nghiệt liệu thời nhiên siêu bách thiên khai vạn vật chứng đan duyên vật vật tổng viên tông đỉnh môn khai chiến sứ giáo hóa tổng mạng không thiên nhân tông vi ngại mình nhân ngại vi thắng pháp nhân suy quang thủ tuệ nhân sức viên tông thần nhờ những thiên nhật chiến diệt thì hoàn đồng viên minh pháp giới số bất hàm dung tăng cung vàng kim phục hoàng thân phật phật thanh chúa thiên trung vương tiếp lộc ban tài ơi quan tiếp nhật ban tài thứ nhất lộc hoa thứ nhị lộc hoa thứ ba quan lộc tiền yêu so lộc lô biên tuy rằng là ít quan cải thiên thành nhiều bàn so giải nhất sang kiều các thần ra ân tư bi lần lần chúng sinh cố ngã kim đỉnh lễ khai quang chứng hình nhân khai về chính phủ thu cầu lộ cho vĩnh chủ thoát cầu nguy nan độ cho bản mệnh bình an Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hát văn mẹ đàn. Dẫn mẹ sự tích quan lớn để tam mẹ hoàng thái tử. Tài thao ngược ông lớn vang lừng mẹ trong tứ hải. Giáp bạc bao phen nhuộm đỏ dạ như không. Ra tay cứu nước từ nguy biên, tiếng đi ngàn thu vỡ sông. Chiếc thuyền lá nổi dòng sông Xích Bích, hồ quần chèo du linh bốn năm phương. Ngài có khen tuần thu sông Thương, trở về tỉnh Bắc quê giang sông Lục Đầu. Có phen xa ở sông dâu sông hát, khi lệ gành xuống hát vui chơi. Hồng môn hiên ẩm xong rồi, sai quân đôn gỗ xoan đùi trò hoa. Kéo quân về ngã ba sông Tuần Lành, nghe bạn tiến hồi đàn hát vui chơi. Thuyền rồng trăm mái treo bơi, dọc ngang bên lạnh là nơi đi về. Trải dài kê, trải dài kê lên ngang xuống biển, lạnh giang từ quý sách lan, đi đi từ quán tán tia kiệu vàng. Lòng môn hồ bàn thành bàn uy,
hoa tức thì long lâu điện cạt dâng nước về thủy quốc một có phen lấy ngọc liễu ly cồn cồn dâng nước phép thì đã đóng cả ba tranh thanh ca ngồi vương việc là đoan thỉnh mười quan tuệ tứ vốn con trời cao tiên ung thanh ca ngồi vương sao y lâm liệt tung hoành sư đà sát quỷ nữ danh ý ngài là độc tướng tài đổ do đâu đây đỉnh đàn thứ
hương lai văn sớ dâng lên toàn quần ngài tống đối chúa phê dành dành về cho nghỉ được trường sinh chữ phú chữ quý khang ninh thọ trường về cho sắc bạch đôi đường khang ninh phú quý mọi đường hạnh thông chữ rằng sản dựng lòng tâm tình xa kề cùng trăng nước
hiểu chữ trung giữa chữ hoan. Kỳ cùng thang tích lưu thiên cổ, hiền hách lưu truyền khắp Nam Bang. Lốt tan đầu cuộn hút sâu lên, ai xuyên đòi quỳnh quê đôi bên, quán về sắc sáng ngự trên sập rồng. Tuần ngày và phép quyến linh quyền nồng cai quản các chư đinh nhà trời. Một con nguyện tích dương công đức, cúi xin ông ba phúc hà xa, xin ông mở lượng hài hà đổ cho non nước nhà nhà hưng long. Hai con nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám đơn sai, mong ông hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được yên tai vì tường. Ba con nguyện đèn hương dâng thiên, cúi xin ông thương đến đồng xa, xin ông mở lượng hài hà đồ ai cũng được mặt bằng hoa ra hồng. Bốn con nguyện một lòng chí kính, sinh lễ thì chẳng tin với ai, mong ông hạ bút hoa khai cho con được lộc tài không danh. Năm con nguyện, năm con nguyện chung thành tứ phủ, trước hội đồng văn vũ bách quan, cắn cao mở phủ tôn nhang, khi làm tôi thánh thì chẳng tháng giàu nghèo. Sáu con nguyện tu theo tiên thanh, ông lại lần học đạo ấy muôn linh, khai cho được chi thông minh, khai cho xong nhớ được tinh tinh được. Bảy con nguyện, bảy con nguyện đèn hương dâng tiên, cúi xin ông thương đến đồng gia, ai mà lầm lỗi truyền tha đồ cho dương được vinh hoa đời đời. Lạnh nga ban xuống cung đình hải đảo xích long châu lõm rước quan tuần tranh, đùng đùng hắc trần nê phong vân xe loan đón rước ngài về tranh lang tức thì.
hồi cùng hôm mai châu đệ nhất vui vẻ đền rồng ngày chế phụ chính lầu hồng châu la la ra xe ra hồi cùng thượng ngàn dân văn nữ tiên thánh thượng ngàn đông đô tuần hoàn giang địa tiền chứng đầy thanh ra hồi cùng thiên thay ơi châu đệ tam thủy phủ thiên thay đêm ngày cất mẫu chân thay ra vào thầy
xem trong bệnh dưng dễ dày làm sao ý. Làm lễ dân nhang về đồng, làm lễ dân nhang lễ Phật ngũ bái mười phương độ trì dân nhang điện điện từ bi tam tòa tiên thánh chứng chi cho đồng trầu về chắc sáng thiện chung. Cờ diệu quang minh chiếu từ dung ngã tích tăng cũng giang tìm phục hoàn thân thần thánh chúa thiên trung vương cá đắng thần giả ân từ bi lân lân chúng sinh khổ ngã cung đình lệ dòng nhan cờ diệu châu vi và chiếu thiên tôn. Sửa lý tâm thành đi. Thành đồng nay sửa lễ tâm thành vua cha giáng ngự quy hành mới hay mời bà, mời bà không sai về đây. Thuyền kêu du
danh tục truyền lưu để ngàn thu nhân dân thôn ấp còn thù giặc nguyên ấy thù xa mà hồi đua thuyền. Luyện tài bất thường một sớm hôm mai. Trường chỉ lục cung từ đích đích thì
danh lam chỉ đều vượt hót trên ngàn khi. Dòng bích thủy nước sóng leo leo dài sông tô uốn lượn xinh nghệ sông reo chúc hoa tứ bì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vàng, tay đánh đi khơi đề bàn vì bạc rừng vàng. Đem xó khác ghế giàu sang đi đời đời, đem xó trăm họ đời đời giàu châu trang quy đầu thanh xa hồi hương Nghệ An quan hoàng mười ngày trấn thủ Nghệ An ngự huyện thiên hạ làm quan phủ dày.
vượt bể đào lên tới ngàn xanh người xưa, cành cũ người xưa, cành cũ nắng tinh nước non chúc sinh, chúc sinh cô quê cũng nghe lọt đi. Thank you.
sớm hôm nhang khói đăng nhang khổ thờ chân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật Minh Hoàng Vô Ngự Đồng phép thời lục chi thần đồng dung nhan khai quang thập kỳ diệu quang tiếng chiếu từ trung ngã tích tăng cung vàng kim cổ hoàng thân gần thánh chúa thiên trung ơi để các con dân vào là mời rước quan hoàng mười rơi a rơi rước ông mười rơi thì tay tiên rót chén rượu mừng nâng nhị tuần là nâng lên bị ngọc các con nâng nâng mười là mười rước quan hoàng rơi các con nâng nâng mười rước quan hoàng mười rơi tay tiên chuốc chén rượu đào tam chúng dâng lên bề ngọc để các con nâng mời là mười rước quan hoàng mười rơi các con dâng vào rước quan hoàng mười chữ tiếc vui chúng con là giữa ông người chữ hoang về mắt chứng đến nè chứng ngủ ông người về chứng tâm cho các nghề lòng thành về chứng tâm tiếp lộc cho thanh đông ông chứ gì ông cầu lên ước được ra chứng xin tuần rưỡi hoàng bởi thương đông nên hoang phải ra đây chứ trong tiền này mà bác ngạc mê gương bay ngoài trời gió thổi
thì nước bay bành bồng. Mắt trái người dâm mưa dài nặng, dương ngọn cứ đã đi sóng lặng bị an, để dòng sông Lam ngàn đời vẫn dày xuôi lững lờ mà biến đục biến sông. Sáu vai mười hai nhịp, ông thương đầu ông kịp mẹ tìm về mong. Chứ kèo mai tê chứ nặng sẽ mắc ba câu, chứ ở đây có ghế nào mà muốn ăn ăn trù câu đầu, chứ phải ra làm tôi Đức Hoàng mười. Nghe tiếng chuông vang con thấy bóng quan hoàng, loan giá lơi cùng vàng mặc áo choàng gầm tiên viết câu thơ thần cầm quạt ngà bước dân ra. Ngày ngày bên lầu hai nàng tiên nữ thưa tha yêu kiều, đàn dâng phúc nam cung giọng ngâm lưu lô oanh vàng, để lòng hoàng xiết bao niềm vui khi xa chốn nhân gian rồi mà lòng con luyến lưu đây vơi. Khi xuân sang vui quá đi thôi, hát ca từng từng buồn điền đây cảnh đẹp hoa tươi, mây trời cũng mừng trôi đón quan hòa. Ngài về ngự cúi xin nông nhỏ phước cho thanh đồng, cho tiếng ca cung đàn cho người trần thì chúng con bình an, bốn phương nước non thanh bình đời đời cháu con hiển vinh. Lần may mắn ngắm dung nhan hoàng, ngự đồng anh mong phương xa mới hay trong việc đạo lành. Ngự về đồng thì có ai bằng ông, khi ông sáng lâm dương đồng đẹp dạng ơi sáng như hào quang. Đông Tây đi bàn cuốn trăm nghề câu bay, còn chúng con cứ miệt mài mê say
dâng búng đàn tiếng ca xin văn hòa chứng tâm. Con đàn ca tạ ơn chư thanh cũng tan toàn cuộc phổ văn lang êm muôn nhà tươi cảnh xanh hoa cho thước non tràn hòa bao đời qua thần dân cung kinh lưu giữ đạo tiên dù con cháu làm hồng không thể nào quên bên dòng la thuyền ai xuôi mai sóng xô đôi hàng xuôi về phương nam hai hoa nắng hay bảo nghệ an lễ ông quan hoàng xin dừng trèo hoa làm ơn cho nhân đây mấy lời ca hành vân lưu thủy cao xa chúc chúc thanh hòa mãi mãi đẹp sai ra ngự dần ra bát lộc tài cho đồng vô vàng mẹ ăn mây vàng ở trên vườn thiên các con xe áng mây vàng cười con xích điểu rước quan hoàng mười vô bên thủy thay xa ôi buồn lên chơi nha khi thanh nhàn ngự lên chơi hàng đầu sắc lũ năm ba mùi nhiều thay ra mùi hương là cảnh thiên thai đến bồng bồng hai là cảnh thiên thai tấu tấu đôi thượng cô đại hài hài mùi hương dục tú trung linh lên hàn sơn nam dục tú trung linh có cô ba phải cô giang dinh phù đời mỗi ngày cũng một khác vẻ đẹp quá áo bạch bào phừng nghe phức lương đưa chiếc như lồng lồng cổ hay 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 xa nước mẹ lòng quân tử đi chạy
phải giả văn nhân sách giả văn nhân nói là tài tài vẹn mười phần nên so về sắc ngơi quả là cô bơ nhan sắc kinh Hàn Sơn đổi tiếng du khoan bước dẫn cô xuống thuyền phách nhất phách nhất hò khoan phách hai cô dẫn dịp phách ba bàn tay chèo xin cô mơ lái xa xèo từ cô chèo từ hò đền Hàn Thác xèo xa ba bông đền cây thì bỏ hoang cô ra bãi đỏ đèn trời ta biệt biển sơn dưới sông lai la đến kia cô tám trẻ suối cũng khe nhấp nhô đàn
hoàn ca lô sóng ba cô thái nữ đó trèo rực rỡ mặc áo trắng hoài miệng lại cười duyên dâng câu mấy vạn tuổi mười hai cửa về họ văn du tôi mới nạ tâm sự văn du bài văn văn du vì lời đêm dầm họ văn du sáng dưới đêm sờ họ văn du vào đêm xa hư đêm đại lộ đêm ông rồi ngược dòng sông chơi chùa bồ đề họ văn du sầu đức mộng thoại sầu đề tới thân sai họ du đêm rừng đêm núi xuống đến tâm du sơn phủ tây hồ về đến cửa sông xèo lên tuyến trung vũ trụ ngân hà dưới dân đi ba hò lập loa bóng mưa xó thoáng đường bắt lại phạt hò cố bơ trèo về tới màn điện đây điện sinh cảnh đẹp đúng mùa phong quang thiên hạ thiên đà tới bên tôi sai con ngựa bắc hoan cầm đôi lên đề bàn đôi tay xin cô ba gần trèo đưa má trèo lên sắm sửa vàng nhang nhang cô về lên đề là mẹ đẹp lùng lùng người đâu phải mà đẹp là đẹp lùng rõ ràng cô nghe ba thoại ở trong ba bông cô mới về tình 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 ta tình ta ta mới tình tình ta đo gió đo mây cô ba lên trời đo gió đo mây xuống sông cô đo nước vì đây cô đo lòng người đình 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 đàng hàng hàng đình 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 đàng hay hay má phấn từ ở mặt hoa đầy đàn đàn tràn vuông chữ thiên vẻ thiên nhiên hình dung cố tầm mẹ thước thước gót dài cô càng bước lại càng sinh đã lên đã lên bước sắc quỳnh thành kỳ tổ truyền ban cô bơ về chữa bệnh chân ra bệnh nào cũng khỏi bình an tức thì gọi rồi cô chẳng lấy chi dâng thoi dâng bảng cô tiến về ba bốn hôm nay xe ra về đồng ngày 12 tháng
tháng sau mười hai, tháng sau phải về cô ba bông mới sắm hai cương. Hai cương non trắng tiệt dâng sắm cả thuyền rồng. Thuyền rồng non trắng tiệt dâng mê đi. Có ai lên tứ tổng tây nguyên xưa cô giá nữ điền phong quyền gái xin riêng hầu trong ba tòa hồ cung non xanh mắt núi đôi hùng vĩ điền đồng buồng tú khí trùng linh thanh gia cậu hoàng vua sinh ra lắm cậu hoàng cả phi vương thì tham thượng rơi hồ cung cậu hoàng đôi lên quân lên hàn đúng đoan súng nổ dậy vang bốn phương trời xe ra hồ cung mênh mênh một nước một trời thuyền rồng cậu mơ thoải xèo bơi giữa dòng hồ cung khôn ngoan danh tiếng tôn cậu hoàng mẹ một mình lên lõi hiệp quan các hòa thanh xa hồi buồn. Sâu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu tung cánh về châu động tiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng đường.